Chào các bạn, quay trở lại với khóa Revit Architect 2019. Bài hôm nay mình sẽ dẫn các bạn một số các cái công cụ hiệu chỉnh, chính là cái phần Tab Modify của chúng ta. Ok, chúng ta kích vào Tab Modify trên thanh Ribbon. Kích vào đây, các bạn thấy chúng ta có một loạt các cái công cụ hiệu chỉnh ở đây, trong cái panel Modify. Đây, chúng ta có công cụ Move, công cụ Copy, rồi là một số các cái công cụ như Split, cắt đối tượng, rồi là công cụ stream. Ok, ở đây mình sẽ dẫn các bạn một số công cụ phổ biến trong cái phần này. Ví dụ chúng tôi sẽ nói đến cái công cụ move đầu tiên. Công cụ move thì chúng ta, các bạn biết là nếu các bạn sử dụng AutoCAD thì cũng quên cũng rất là quen thuộc rồi. Để sử dụng công cụ move này, đầu tiên chúng ta sẽ kích hoạt lệnh, các bạn kích vào đây, hoặc là sử dụng nút phím tắt là MV trên bàn phím, các bạn kích vào đây. Ok. Rồi, nó bảo chúng ta là gì? Các bạn nhìn thấy thanh search bar là click để chọn. Rồi mà đầu tiên mình phải chọn đối tượng trước. Mình kích chọn. Ok, sau khi các bạn chọn xong rồi mà các bạn muốn dừng lại để chúng ta thực hiện lệnh ấy, thì bạn ấn space hoặc là enter trên bàn phím đều được. Mình sẽ ấn nút space. Ok. Bây giờ nó cho chúng ta chọn điểm, hai điểm để bắt đầu di chuyển cái bức tường này. Thế thì ở đây bạn có thể chọn hai điểm bất kỳ để tạo một cái khoảng cách cho cái bức tường này nó di chuyển. Ví dụ mình muốn di chuyển sang ngang, một khoảng cách từ điểm này sang đến điểm này chẳng hạn. Ok. Đó. Bạn thấy rất dễ, cái công cụ mô này thì chúng ta rất là quen rồi. Bây giờ mình sẽ Ctrl Z lại để mình mô lại. Kích chọn space. Ngoài cái cách bắt hai điểm trên cái bảng trên các cái đối tượng khác thì bạn có thể kích vào bất kỳ điểm nào trong cái không gian làm việc này và bạn nhập khoảng cách. Ví dụ mình kích vào điểm này, mình kéo sang đây và mình nhập một đoạn là 1.000 để di chuyển cái bức tường này sang 1.000. Ok. Hoặc là mình có thể gì? Mình có thể kích vào mu này, mình chọn này, space này, mình có thể kích, mình đưa sang bên trái này, không phải nhập dấu âm, dấu dương gì cả. Các bạn cứ đưa chuột sang bên nào ấy, thì nó hiểu là đi cái bức tường đi sang bên đấy, và mình nhập là 1.000, đó nó sẽ về vị trí như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ nói công cụ thứ hai, đó là công cụ copy. Các bạn thấy đây, công cụ copy thì về cơ bản nó giống công cụ mua thôi. Các bạn kích vào lệnh này, rồi chúng ta kích vào copy này, chọn đối tượng này, ấn space trên bàn phím này, rồi các bạn đưa sang đây một đoạn. Ví dụ mình đưa sang đây là 3.500. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ mua cái thằng này xuống đây để làm một cái phòng nhỏ nhỏ bên dưới này. Phòng khách chẳng hạn. Ok. Hoặc là phòng bếp chẳng hạn. Mình kích chọn lệnh này. Các bạn có thể chọn đối tượng trước cũng được. Các bạn chọn lệnh trước thì cũng được, không sao hết. Mình kích chọn lệnh mua này. Rồi, xong rồi mình kích chọn đối tượng này. Rồi, mình sẽ move nó xuống dưới này. Rồi, mình ấn space. Và mình kéo nó xuống dưới này. Rồi, các bạn đây. Các bạn kích này, các bạn quan sát. Đó, các bạn thấy là cái bức tường mình mới move ấy, nó lại nối với cả cái bức tường mà mình ban đầu của mình. Đó, hai bức tường lại nối lại với nhau thành một bức tường như thế này. Tại sao lại như vậy? Mà mình nếu mà mình không muốn làm như thế thì mình làm như thế nào? Mình Ctrl Z lại, mình thực hiện lại lệnh, mình chọn mu, mình chọn đối tượng, mình kích space. Rồi các bạn nhìn lên trên thanh option bar, nó có một lựa chọn là disjoint. Nếu các bạn kích vào lựa chọn này thì nó sẽ không liên kết. Các bạn kích vào đây. Rồi bây giờ mình mu, đó mình mu đây nhỉ? Đó, các bạn thấy nó sẽ tách biệt mấy cái thằng cũ này, nó không liên kết vào. Ok. Bây giờ mình có cái bức tường đây rồi, các bạn có thể cầm cái ký hiệu tròn tròn ở hai cái đầu bức tường này, các bạn kéo. Kéo đến cái khoảng cách nào mà các bạn muốn. Các bạn thấy cái đường kích thước nó đang di chuyển này. Bây giờ mình sẽ kéo nó dính vào cái thằng bức tường ba ngoài này. Ok, hai bức tường này nó tự động nó giòn lại với nhau. Rồi. Ok, mình có thể kéo lui xuống đây một chút. Đấy là công cụ mu.
Bây giờ mình sẽ nói đến một cái công cụ nữa, đó là công cụ stream. Đây, công cụ stream. Ở đây công cụ stream thì tương tự với công cụ phi phillet trong AutoCAD thì chúng mình sẽ thử dùng cái lệnh này. Bây giờ mình sẽ kích hoạt cái lệnh này bằng cách kích vào đây, dùng tính tắt là TR. Kích vào. Rồi. Bây giờ mình muốn trim thì các bạn thấy, ví dụ như là mình chọn hai cái bức tường nó giống như fillet, các bạn kích vào bức tường, ví dụ mình chọn bức tường này đây, và mình chọn bức tường này thì các bạn thấy nó hiện lên một cái đường nét màu xanh xanh chấm 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 này, thể hiện cái bức tường sau khi mình chim ấy thì nó sẽ thành như thế. Rồi mình kích này, các bạn thấy đây nó vòng lên như này, mình kích lại này. Mình chọn bức tường này, bức tường này chẳng hạn, đó thì nó lại dài ra như thế. Thế thì cái trim này nó giống như lệnh fillet ấy. Nó sẽ giữ lại cái phần mà các bạn kích. Đây các bạn kích này. Ví dụ mình kích điểm thẳng bên này mà mình muốn giữ và kích thẳng bên này thì nó lại co ngắn cái đầu này lại như thế. Ở đây nó báo bình thường thôi, nó báo bởi vì là nó báo lỗi, không phải lỗi mà cảnh báo cái sự liên kết bị tách ra, bởi vì nó co cái thằng này lại nó mất sự liên kết với hai bức tường bên trong này. Ok, mình cancel đi. Nếu các bạn ấn unjoin thì nó vẫn ok thôi. Rồi, tương tự. Ở đây ví dụ như là mình sẽ vẽ thử một cái bức tường Word ở đây. Mình kéo vào đây chẳng hạn. Rồi, mình kéo vào đây. Ok, bây giờ mà mình muốn trim hai cái thằng này với nhau thì bạn ấn sử dụng tab Modify, kích nút trim. Bạn kích bức tường này, kích bức tường này, nó sẽ nối lại với nhau như thế. Đấy là lệnh trim. Thì cái phần nào các bạn muốn giữ lại thì bạn kích, bạn luôn luôn phải nhớ cái điều đấy. Ok, mình vẽ thêm một cái bức tường nữa, ví dụ ở đây như thế này. Ok, rồi ở đây như thế này. Ok, bây giờ mình muốn cắt cái đoạn này đi thì làm nào, cắt cái đoạn giữa này đi, mình chỉ giữ lại cái phần tường này và phần tường bên trên này thôi. Nếu các bạn sử dụng lệnh trim, chúng ta dùng modify, bạn sử dụng lệnh trim, ví dụ mình kích vào phần mình muốn giữ, kích vào đây, kích vào đây thì nó sẽ mất cái thằng phần bên trên này. Nếu các bạn kích vào unjoin này, nó sẽ mất cái thằng phần bên trên này mà mình cần giữ lại bức tường này cơ. Ok, mình can trốn z lại. Vậy làm xin như thế nào? Bây giờ mình cần phải chia cái word này ra thành hai phần để nó không liên kết lại với nhau. Đó, nó hiểu làm hai word, khi đấy mình chim thì sẽ ok. Thì ở đây muốn chia thành hai bức tường thì chúng ta có công cụ split element này, bạn kích vào đây. Rồi, chúng ta có thể kích vào đây. Đó, cần escape này, các bạn thấy nó thành ra hai cái bức tường riêng này. Bây giờ mình sẽ sử dụng lệnh trim. Trim này, trim. Đó, trim. Thì nó sẽ thành cái hình mà mình mong muốn như thế này. Rồi, bây giờ mình ấn Ctrl Z lại, Ctrl Z lại. Như vậy các bạn thấy nó nhiều bước quá đúng không? Nhiều bước quá. Thì chúng ta có một cái lệnh nữa, các bạn sử dụng công cụ split. Rồi các bạn quan sát thì option 3 này, nhớ là khi các bạn vẽ, mình đã nhắc đi nhắc lại, khi bạn vẽ thì bạn phải phải chú ý đến option 3 xem có lựa chọn gì cho các bạn. Ở đây nó có lựa chọn là delete inner segment, chúng ta tích vào thằng này. Ok, bây giờ mình sẽ đi bắt tích vào đây, tích vào đây. Ok, các bạn thấy nó tự động nó cắt cái phần giữa đi, mình ấn escape để thoát lệnh. Đó, rất là đơn giản. Như vậy mình hướng dẫn một số các công cụ hiệu chỉnh để giúp các bạn vẽ dễ dàng hơn, chỉnh sửa dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.